Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube VNews truyền hình thông tấn. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là các tin tức cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Truyền thông Đức vào tối 9 tháng 3 cho biết, cảnh sát Đan Mạch đang tìm kiếm trên đảo Christiano ở biển Baltic một chiếc du thuyền tình nghi có thể đã được sử dụng để phá hoại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi năm ngoái. Theo người đứng đầu chính quyền hòn đảo, ông Soren Tim Anderson, chiếc du thuyền nêu trên neo đậu trên đảo Christiano vào tháng 9 năm 2022. Mục đích cuối cùng của cảnh sát Đan Mạch là tìm xem ai là những người có mặt trên chiếc du thuyền vào thời điểm đó. Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin, các nhà điều tra Đức đã xác định được chiếc du thuyền mà thủ phạm được cho là đã lái đến khu vực đường ống dòng chảy phương Bắc. 3 trong số 4 đường ống đã bị tạm ngừng hoạt động do các vụ nổ xảy ra vào hồi tháng 9 năm 2022. Trước đó, cùng ngày 9 tháng 3, chính phủ Nga đã cáo buộc Liên minh châu Âu-EU từ chối đề nghị tiến hành điều tra chung trong vụ đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2 bị phá hoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, EU đang phớt lờ mọi cuộc đàm phán về sự cần thiết phải điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Nga đã nhiều lần đề nghị được tham gia điều tra vụ nổ này. Vụ việc đang được Mỹ, Đức và các nước vùng Scandinavia điều tra. Mở đầu với thông tin liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream. Trước tiết lộ của Mỹ rằng các đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Tây Âu bị phá hoại bởi một nhóm thân Ukraine, ngay lập tức đã bị Moscow chỉ trích như một mưu đồ của phương Tây. Theo hãng thông tấn TASS, Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ và Anh đang sử dụng chiến thuật tiết lộ thông tin có kiểm soát về vụ nổ đường ống Nord Stream nhằm xây dựng một chương trình nghị sự phù hợp với họ. Nhưng sự thật sẽ được phơi bày. Bà Zakharova nêu rõ, Washington và London đang sử dụng thông tin rò rỉ có kiểm soát trong vấn đề này, định hình chương trình nghị sự phù hợp với họ. Nhưng tôi chắc chắn sự thật sẽ lộ ra. Về phần mình, khi trả lời câu hỏi của tờ New York Times về thủ phạm có thể đứng sau các cuộc tấn công các đường ống trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, điều này không chỉ kỳ lạ, nó có dấu hiệu của một tội ác khủng khiếp. Trước đó, các phương tiện truyền thông Mỹ trích dẫn tuyên bố của các quan chức nước này đưa tin rằng dữ liệu tình báo mới nhất cho thấy một nhóm thân Ukraine có thể đứng sau vụ phá hoại các đường ống Nord Stream 1 và 2. Tờ Die Zeit của Đức đưa ra một báo cáo cho biết các nhà điều tra Đức đã xác định được phương tiện được sử dụng bởi những kẻ phá hoại. Công ty thuê nó được cho là thuộc sở hữu của công dân Ukraine và đã được đăng ký tại Ba Lan. Vào tháng 9 năm ngoái, hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu là Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã phát nổ. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành Nord Stream đã công bố rằng tình trạng khẩn cấp đối với các đường ống dẫn khí là chưa từng có và không thể ước tính thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng công tố Nga đã khởi động trình tự cho một vụ án về hành động khủng bố quốc tế. Chính phủ Hà Lan vừa qua đã lần đầu tiên xác nhận rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với thiết bị sản xuất vi mạch trước áp lực của Mỹ trong việc ngăn chặn việc bán một số máy in khắc chip tiên tiến được đánh giá cao của họ cho Trung Quốc. Trong thư gửi Quốc hội Hà Lan, Bộ trưởng Thương mại nước này cho biết các quy định hạn chế sẽ được đưa ra trước mùa hè năm nay. Việc đưa ra các quy định này là nhằm ngăn chặn hoạt động sử dụng công nghệ chất bán dẫn cho mục đích quân sự, đồng thời bảo vệ vị thế duy nhất và dẫn đầu của Hà Lan trong những lĩnh vực công nghệ quan trọng này. Trước đó, Hà Lan cũng đã đạt thỏa thuận với Mỹ về hạn chế xuất khẩu một số máy móc sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc. Ngoài Hà Lan, Nhật Bản cũng đạt thỏa thuận tương tự với Mỹ, quốc gia đang cố gắng thuyết phục các đồng minh cản trở khả năng sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc và làm chậm lại những bước tiến của gã khổng lồ châu Á trong lĩnh vực then chốt này. Vừa qua, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đi thăm Canada từ ngày 23 đến 24 tháng 3 để thảo luận về thương mại quốc phòng với Thủ tướng Justin Trudeau và có bài phát biểu trước Quốc hội nước này. Trong một tuyên bố, bà Karine Jean-Pierre cho biết chuyến đi của Tổng thống Biden sẽ tái khẳng định cam kết của Washington đối với quan hệ đối tác Mỹ-Canada và thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và các giá trị chung của hai nước. Trong cuộc gặp Thủ tướng Trudeau, hai bên sẽ thảo luận về hợp tác quốc phòng, trong đó có việc phối hợp hỗ trợ Ukraine, việc hiện đại hóa Bộ Tư lệnh Phòng thủ Vũ trụ Bắc Mỹ, cũng như một loạt vấn đề quan trọng khác như tăng cường chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, tăng tốc chuyển đổi năng lượng sạch,
tình hình bất ổn ở Haiti và đối phó với vấn đề di cư trái phép. Nhà Trắng trước đó cho biết chuyến đi sẽ diễn ra trong tháng này, sau khi Tổng thống Biden và Thủ tướng Trudeau gặp nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Mexico City hồi tháng 1 vừa qua. Tiếp tục với những thông tin chiến sự Nga-Ukraine. Vào ngày 9 tháng 3, Nga đã phóng một loạt tên lửa trên khắp Ukraine. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong 3 tuần qua. Các tên lửa trên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở thủ đô Kiev, cảng Odessa ở Biển Đen và thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkov, làm mất điện ở một số khu vực. Nguồn cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát cũng bị mất. Theo Daily Mail, các mục tiêu khác bị tấn công vào lúc rạng sáng trải dài từ Zhytomyr, Vinnytsia, Rivne và vùng Lvov ở phía tây, Donetsk và Poltava ở miền trung Ukraine, thành phố Chernihiv phía bắc cũng như ở các thành phố Donetsk, Lutsk và Riv. Các vụ nổ cũng xảy ra ở khu vực phía tây Ivano-Frankivsk và Ternopil. Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ gần 30 tên lửa Nga. Tổng cộng các lực lượng Nga đã phóng 81 tên lửa từ các căn cứ khác nhau, trong đó có 6 tên lửa siêu thanh Kinhans và 8 máy bay không người lái. Tổng tư lệnh Kiev cho biết 34 tên lửa hành trình, 12 máy bay không người lái và tên lửa dẫn đường đã bị bắn hạ trước khi tới mục tiêu. Có báo động công kích vang lên suốt đêm khắp Ukraine. Hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt trên khắp Ukraine. Chính quyền thủ đô cho biết Kiev đã bị tấn công bằng cả tên lửa và máy bay không người lái mang theo thuốc nổ. Nhiều tên lửa và máy bay không người lái đã bị đánh chặn, nhưng Kiev cũng bị thiệt hại cơ sở hạ tầng năng lượng. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết 40% người dân Kiev bị mất điện. Còn tại khu vực Kharkov, Thống đốc Oleh Sinehubov cho biết 15 tên lửa đã tấn công Kharkov và khu vực Đông Bắc. Thị trưởng thành phố Iho Terekhov thông báo đã có sự cố về điện ở một số khu vực của thành phố Kharkov. Theo thống đốc vùng Odessa, ông Maxim Marchenko, một cuộc tấn công bằng tên lửa hàng loạt đã đánh trúng một cơ sở năng lượng ở thành phố này, gây ra tình trạng mất điện. Ông cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ một số tên lửa. Một cuộc tấn công khác đã xảy ra ở thành phố miền trung là Donetsk và ở các thành phố phía tây Lutsk và Riv. Ngoài ra, theo tập đoàn nhà nước Anezhatom, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do lực lượng Nga kiểm soát đã bị mất điện do các cuộc tấn công tên lửa. Anezhatom cho biết đây là lần thứ 6 nhà máy rơi vào tình trạng mất điện kể từ khi được Nga tiếp quản cách đây vài tháng, buộc nhà máy phải dựa vào 18 máy phát điện diesel. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Heman Halushchenko đã lên án các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong khi đó, cơ quan đường sắt Ukraine báo cáo mất điện ở một số khu vực và 15 chuyến tàu bị chậm tới 1 giờ. Nhà cung cấp điện Ditech đã cắt điện khẩn cấp để phòng ngừa các khu vực Kiev, Dnepropetrovsk, Donetsk và Odessa. Đây là cuộc tấn công tên lửa lớn kể từ tháng 10 năm 2022. Ban đầu, Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hàng tuần, khiến nhiều thành phố chìm trong bóng tối. Sau đó, khoảng cách giữa các đợt tấn công xa dần. Cuộc tấn công lớn gần đây nhất của Nga diễn ra vào ngày 16 tháng 2. Vụ không kích bằng tên lửa xảy ra khi Nga đẩy mạnh cuộc tấn công vào thành trì Bakhmut ở phía đông của Ukraine. Nơi giao tranh ác liệt giữa hai bên đã diễn ra trong 6 tháng qua. Trong phát biểu mới đây với hãng tin CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine không có kế hoạch sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga nếu có. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, chúng tôi không quan tâm đến đất của Nga. Ông Zelensky nói thêm, chúng tôi không thể vượt sông Donetsk tại thời điểm này và chúng tôi không có vũ khí để tiếp cận Nga. Đó là lý do tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi cần vũ khí tầm xa của Mỹ hoặc bất kỳ nước châu Âu nào. Theo ông Zelensky, chính phủ Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Về phía mình, Nga đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng con đường ngoại giao. Tại buổi đọc thông điệp liên bang 2023 vào cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết
Nếu phương Tây quyết định cung cấp cho Ukraine vũ khí hiện đại tầm xa hơn, Nga sẽ phải đẩy lùi mối đe dọa này ra xa biên giới nước này hơn nữa. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, khả năng Moscow mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ liên quan trực tiếp đến tầm xa của những loại vũ khí mà phương Tây cấp cho Kiev. Xin được chuyển sang những tin tức nóng khác. Thưa quý vị, theo tờ Business Insider, trong vòng chưa đầy một năm, chính phủ Ấn Độ đã tiết kiệm được khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ nhờ tăng cường nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga. Số tiền trên trong thực tế có thể cao hơn nhiều. Ví dụ như vào tháng 5 năm 2022, dầu Nga có giá rẻ hơn 16 đô la so với giá trung bình là 110 đô la một thùng dầu thô mà Ấn Độ nhập khẩu. Khi đó, Nga đã giảm 30 đô la cho mỗi thùng dầu bán cho Ấn Độ. Sau đó, Ấn Độ đã mua dầu Nga dưới mức giá trần 60 đô la một thùng mà phương Tây đã áp đặt. Ấn Độ là một trong những nước mua dầu hàng đầu của Nga khi Nga thay đổi thị trường mục tiêu sang cung cấp dầu cho châu Á do Mỹ và Liên minh châu Âu EU áp đặt lệnh trừng phạt. Trước đó, châu Âu là thị trường lớn nhất của dầu Nga. Ấn Độ đã phớt lờ những lo ngại của phương Tây và hiện đóng vai trò quan trọng trong nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. Ấn Độ phải nhập khẩu để đáp ứng 85% nhu cầu xăng dầu. Dữ liệu cá nhân của hàng trăm nghị sĩ và các nhân viên của Hạ viện Mỹ đang có nguy cơ bị rò rỉ do một vụ tấn công mạng mới đây nhằm vào DC Healing, cơ quan quản trị dịch vụ y tế phục vụ cơ quan lập pháp này. Văn phòng hành chính Hạ viện Mỹ đã xác nhận về vụ việc trên, trong khi DC Healing ra thông báo cho biết dữ liệu của một số khách hàng đã bị tung lên một diễn đàn công cộng. Hiện DC Healing đang phối hợp với cơ quan điều tra và lực lượng thực thi pháp luật để làm rõ vụ việc. Trong khi đó, hãng tin Reuters của Anh dẫn nội dung một số thư nội bộ của Hạ viện Mỹ cho biết vụ xâm phạm dữ liệu nghiêm trọng này có nguy cơ làm lộ nhiều thông tin cá nhân của hàng nghìn người, trong đó có hàng trăm nghị sĩ và các nhân viên Hạ viện. FBI đang điều tra nguyên nhân, quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc và hiện chưa có bình luận chính thức. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 886 tỷ đô la cho năm tài chính 2024, tăng 3,3% so với năm trước, nhằm đối phó với các thách thức nhịp độ phát triển của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính quyền Tổng thống Biden có kế hoạch chi tổng cộng 6.880 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm trước trong ngân sách tổng thể cho năm tài khoá bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới, nhưng đồng thời cam kết cắt giảm thâm hụt quốc gia khoảng 3.000 tỷ đô la trong 10 năm bằng cách đánh thuế nhiều hơn đối với những người có thu nhập cao và các công ty. Ông Biden nhấn mạnh khi đưa ra đề xuất, ngân sách này củng cố cam kết của chúng tôi trong việc đối mặt với những thách thức toàn cầu và giữ an toàn cho nước Mỹ. Nó phác thảo các khoản đầu tư quan trọng để cạnh tranh với Trung Quốc trên toàn cầu và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo lập luận của Washington, sự gia tăng này sẽ góp phần thúc đẩy khả năng răn đe tổng hợp ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đã bảo vệ giải pháp của chính phủ nước này đối với tranh cãi về vấn đề lao động thời chiến với Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh quyết định này nhằm thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa Seoul và Tokyo. Thủ tướng Han Duk-soo cho biết, giải pháp của chính phủ Hàn Quốc là kết quả của quá trình cân nhắc nhiều lần nhằm thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản hướng tới tương lai. Theo ông, Tokyo là nước láng giềng có thể đóng vai trò quan trọng như đối tác giải quyết nhiều vấn đề như kinh tế, an ninh, khoa học và công nghệ, cũng như các cuộc khủng hoảng khí hậu. Trước đó, Hàn Quốc công bố đề xuất nhằm giải quyết vấn đề bồi thường cho những nạn nhân nước này bị các công ty Nhật Bản cưỡng ép lao động trong Thế chiến thứ hai thông qua một quỹ do Bộ Nội vụ Hàn Quốc trực tiếp quản lý và các khoản đóng góp tự nguyện từ khu vực tư nhân chứ không phải từ công ty Nhật Bản. Quyết định này được Mỹ và Nhật Bản hoan nghênh, song lại vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ nạn nhân và các đảng đối lập. Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc xác nhận trong tuần tới Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ tới Tokyo và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản trong 12 năm qua. Seoul khẳng định chuyến thăm sẽ đặt nền tảng quan trọng cho sự cải thiện và phát triển quan hệ song phương. Ngày 9 tháng 3, quân đội Burkina Faso tuyên bố đã vô hiệu hóa hơn 100 phần tử khủng bố trong các chiến dịch chống khủng bố diễn ra ở một số khu vực của quốc gia này trong những ngày gần đây. Tuyên bố nêu rõ các chiến dịch này đã tiêu diệt 112 phần tử khủng bố, đồng thời phá hủy hoặc thu hồi nhiều vật liệu chiến tranh và thiết bị nổ. Tuy nhiên, 11 binh sĩ quân đội đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Tuyên bố cho biết thêm, các chiến dịch trên đã gây áp lực đáng kể đối với các nhóm vũ trang, vốn đã chịu tổn thất rất nặng nề cả về người và vật chất. Quân đội đã giành lại quyền kiểm soát khu vực trung tâm của xã Patiaga thuộc tỉnh Tapoa, phía đông Burkina Faso, nơi từng hứng chịu một vụ tấn công khủng bố lớn hôm 26 tháng 2, làm một số dân thường thiệt mạng.
Ngày 9 tháng 3, người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia, Jose Medine Zbabli cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã vớt được 14 thi thể của những người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi tỉnh Sfax, phía đông nam Tunisia. Theo ông Zbabli, lực lượng trên cũng đã giải cứu được 54 người di cư khác vào tối 8 tháng 3 ở khu vực ngoài khơi bờ biển Luata thuộc tỉnh Sfax. Ông cho biết thêm, những người di cư này đến từ các quốc gia khu vực phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi. Tunisia nằm ở Địa Trung Hải là một trong những điểm trung chuyển chính để những người di cư bất hợp pháp lựa chọn để đến châu Âu. Số lượng những người di cư trái phép cố gắng đến Italy từ bờ biển Tunisia ngày càng tăng, bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt của chính quyền Tunisia. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia của Nigeria cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 84 người khác bị thương trong vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe buýt tại bang Lagos vào ngày 9 tháng 3. Hai nạn nhân thiệt mạng là nhân viên trong chính quyền bang Lagos. Một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt chở nhân viên của chính quyền bang Lagos đang cố gắng băng qua đường ray khi tàu hỏa trên hành trình từ thành phố Abeokuta đến bang Lagos đang đến gần. Hiện nhà chức trách Nigeria đang tiến hành điều tra vụ việc. Đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát vào tối qua ở thành phố Thessaloniki của Hy Lạp liên quan đến các cuộc tuần hành và đình công về vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra hồi tuần trước khiến 57 người thiệt mạng. Những người biểu tình đeo mặt nạ đã ném bom xăng vào cảnh sát, buộc lực lượng chức năng sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Những người quá khích đã đập phá nhiều cửa hàng, chi nhánh Ngân hàng Quốc gia Hy Lạp trong thành phố cũng bị ném sơn đỏ. Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình ôn hòa cũng tuần hành trong đêm, ngay sau khi kết thúc 24 giờ đình công trên toàn quốc, nhằm kêu gọi chính phủ cải thiện hệ thống vận tải công cộng hiện đại và an toàn. Vụ tai nạn hôm 28 tháng 2 đã khiến dư luận bất bình về tình trạng hư hại của mạng lưới đường sắt. Được biết trong số khoảng 350 người có mặt trên chuyến tàu chở khách trong vụ tai nạn, có rất nhiều sinh viên đại học đang từ Athens đến thành phố Thessaloniki phía Bắc. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube VNews Truyền hình Thông tấn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!